Trời thương Phật độ, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, đúng tháng 5 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Vận trình của quý anh chị được nhiều các tinh trợ mệnh, hóa hung thành cát, gặp thời đổi vận, tiền bạc cứ ào ào đổ về nhà, giàu sang hết phần thiên hạ, khiến cho ai ai cũng phải thán phục. Quý anh chị tuổi Canh Tuất kính mến, mình được tử vi hoan hỷ chào đón quý anh chị đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và bước sang tháng 5 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị gặp hung hay cát, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đón nhiều vận may tới với mình. Và tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự biến đổi của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người đã chỉ rõ đúng tháng 5 âm lịch năm Quý Mão 2023, người tuổi Canh Tuất có được các tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, quý nhân phù trợ sẽ đón nhiều may mắn bất ngờ, tài lộc thăng hoa, có cơ hội trúng số độc đắc là rất lớn, khiến cho con giáp này thay đổi cuộc đời từ đây. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may cực độ này? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị tuổi Canh Tuất cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tiên tri tiết lộ, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, được lộc trời ban, cực may, cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số cực đậm, đổi đời đại gia, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, sung sướng, giàu hết phần thiên hạ, đúng tháng 5 âm lịch năm 2023. Quý vị thân mến, trong chúng ta, hẳn ai cũng có những khái niệm về hạnh phúc, một gia đình hạnh phúc, một gia sản đủ đầy, một người thân tri kỷ. Dù hạnh phúc đối với mỗi người có khác nhau, nhưng là điều mà ai cũng theo đuổi, mong cầu. Thế nhưng bạn có để ý rằng, để đến được với hạnh phúc của riêng mình, chúng ta đã phải trả giá rất nhiều hay chưa? Để chinh phục đỉnh thành công, thì trước đó ta đã phải băng qua lớp lớp những con đường đầy sỏi đá, chông gai, chảy ra, chóc vẩy, thậm chí có những lúc muốn nản lòng, buông xuôi tất cả. Tương lai là điều không ai có thể biết trước rằng, liệu ngày mai ta có giàu sang, sung sướng hay không, liệu có đến được với thành công và may mắn hay không? Tử vi chính là cánh cửa giúp chúng ta đoán định được tương lai, kết nối thế giới tâm linh, vũ trụ, từ đó nhận được những thông điệp đúng đắn, dẫn dắt ta đi đến với thành công, giàu có. Theo các thầy tử vi học phương Đông dự báo, tháng 5 âm lịch năm 2023 là một tháng nhiều thách thức với người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nhưng nhờ sự hiền lương cùng trí tuệ thông minh, bản mệnh chỉ cần làm đúng 3 điều này thì quý nhân sẽ xuất hiện giúp đưa đường, chỉ lối, đến thẳng nơi tiền tài chất đống, giàu có, vinh danh, vinh hoa phú quý ngập tràn. Vậy chi tiết ra sao? Xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Trước hết, xin mời quý vị hãy cùng điểm qua đôi nét tổng quan về vận trình tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Canh Tuất với những con giáp khác. Theo tử vi, tháng 5 âm lịch là tháng Mậu Ngọ hay tháng Lựu Nguyệt, được tượng trưng bởi loài hoa lựu và hoa lan chuông, loài hoa biểu trưng cho sự cao quý. Hoa lan chuông thể hiện rằng bạn rất ngọt ngào và khá cầu toàn, tỉ mỉ. Tháng Mậu Ngọ năm Quý Mão có thiên can là Mậu, địa chi là Ngọ, cầm tinh con ngựa, ý nghĩa tháng này là cầu nối bước sang mùa hè khi trời đất đã bắt đầu ngập tràn những ngày nắng. Tử vi tháng 5 năm 2023 tuổi Canh Tuất âm lịch thấy rằng vận trình của người tuổi Canh Tuất biến động khó lường, cát tinh và hung tinh đồng thời soi chiếu, bạn cần phải thực sự tỉnh táo để đưa ra những cách ứng phó đúng đắn nhất trong những tình huống khác nhau. Nhờ có tam hợp nâng đỡ, bản mệnh có cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình. Hơn nữa, nhờ sự nhiệt tình, năng nổ, bản sẵn sàng bắt tay vào những công việc khác nhau, gây ấn tượng ban đầu tốt đẹp với mọi người. Tuy nhiên, bạn cần tránh thái độ nóng vội, cả thèm chóng chán nhiệt tình lúc đầu, nhưng sau đó khi công việc vào guồng lại thành ra bỏ bê, lơ là. Phương diện tài lộc có những bước tiến nhất định, song có thể chưa thực sự vững chắc, bạn cần phải chắc chắn hơn trong những quyết định của mình. Làm việc gì cũng cần cố gắng hết sức, không nên nghĩ đến việc dựa dẫm hoặc chiếm đoạt của người khác. Ngoài ra, khi chi tiêu, bạn vẫn cần có một khoản dự phòng, đề phòng những sự cố bất ngờ. May mắn là tình duyên của bản mệnh lại khá sáng sủa, người độc thân có thể dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới,
Nhờ tính cách vui vẻ, hài hước của mình, đi đến đâu, bạn cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông. Với người đã có đôi, quan hệ giữa bạn và người ấy hòa hợp là vì đôi bên luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhau. Người tuổi Canh Tuất, mạng thoa xuyến kim, vàng trang sức, những người mang mệnh này thường mang khí chất thanh cao, khác hẳn những người bình thường, bởi ngay từ tên gọi chúng đã bộc lộ sự tôn quý, sang trọng. Họ không thích gần gũi với những người mà họ cho rằng thấp kém hơn mình và đặc biệt là yêu thích sự nâng niu, trân quý. Những người mang mệnh thoa xuyến kim luôn mong muốn được tôn vinh, được tỏa sáng trong tất cả mọi việc, đồng thời chí tiến thủ trong những người này khá dồi dào. Họ muốn được tạo lập công danh cho bản thân mình bằng việc cống hiến. Thoa xuyến kim có bản mệnh tương đối giống với kim vì nó là một trong sáu nạp âm của kim. Tuy nhiên, thoa xuyến kim vẫn có những nét khác biệt riêng, sở hữu một màu sắc riêng. Thoa xuyến kim là những kim loại vô cùng có giá trị như là vàng, bạc, bạch kim, vân vân. Thoa ở đây có nghĩa là cây châm dùng để cài lên đầu, còn xuyến thì lại có nghĩa là khuyên tai hoặc cũng có thể hiểu là vòng đeo ở cổ tay. Những người thuộc mệnh này là những người sống rất nghĩa khí, bản tính của họ luôn hướng tới sự công bằng và thích những gì thuộc về chân lý. Người mệnh thoa xuyến kim luôn có chí tiến thủ, mong muốn được sống cống hiến, do đó họ luôn mong muốn bản thân mình có được sự nghiệp, công danh. Nhưng bên cạnh đó, người mệnh thoa xuyến kim cũng có những khuyết điểm, đó chính là bản tính kiêu ngạo, tự đại, thích gần gũi với những người tự nhận họ thấp kém hơn mình. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 5 âm lịch cho tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, vận hạn, may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh, đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 5 năm 2023 tuổi, Canh Tuất âm lịch phương diện sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất trong tháng này có hung, có cát. Vì thế mà bạn không được chủ quan trong bất cứ công việc gì, bởi rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dưới ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp, bản mệnh luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt tay vào công việc. Bạn không ngại thử thách bản thân trong những lĩnh vực mới, nhờ vậy mà bạn cũng học hỏi thêm được nhiều kiến thức hữu ích. Tuy nhiên, điều con giáp này cần lưu ý chính là bản tính cả thèm chóng chán của mình. Đừng nên chỉ hăng hái lúc đầu, rồi sau đó lại thành ra bỏ bê lười biếng. Nếu muốn gặt hái thành công, bạn không thể nóng vội, chỉ mong được nhìn thấy kết quả. Nhiều lúc quá trình thực hiện công việc sẽ đem lại cho bạn nhiều điều đáng quý hơn nhiều. Nguyệt lệnh lâm mộ khiến bạn đôi khi có thể sẽ có những cái nhìn không hợp lý khi đánh giá các vấn đề, vì vậy mà bạn cũng cần lắng nghe, tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh nhiều hơn, đừng nên nhìn nhận mọi việc một cách quá phiến diện. Về mặt tài lộc, tam hợp chỉ đường, dẫn lối, có thể giúp cho người tuổi Canh Tuất tìm ra hướng làm ăn mới trong tháng năm này, là người dẫn đầu xu hướng, bạn có thể nhanh chóng thu về khoản lời lãi đáng mừng. Tuy nhiên, bạn không nên chủ quan vì những thành công bước đầu của mình, dù có tiền rủng rỉnh trong túi, thì xung quanh bạn vẫn có rất nhiều kẻ xấu hoặc đối thủ cạnh tranh trực chờ, tìm thời cơ thích hợp để hãm hại bạn. Hãy luôn tập trung trong những việc mình làm, dù công việc đã vào guồng đi nữa. Nguyệt lệnh lâm mộ khuyên những người mới bước vào những lĩnh vực mới cần cẩn thận. Khi đưa ra những quyết định, bạn cần nắm rõ thế mạnh của mình nằm ở đâu, chứ đừng vội vàng chạy theo xu thế thị trường. Nếu cả tin nghe theo lời rủ rê của kẻ khác, bạn cũng rất dễ rơi vào bẫy đẩy bản thân vào cảnh hao tài tốn của. Với những người làm công ăn lương, nếu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, không bỏ dở giữa chừng, thì bạn vẫn có thể thu về một khoản tiền lương, tiền thưởng nóng ổn định. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng có thể tham gia các công việc tay trái để cải thiện thu nhập. Tử vi tháng 5 năm 2023 tuổi Canh Tuất âm lịch thấy rằng tháng này sức khỏe của bản mệnh còn có dấu hiệu suy giảm, thậm chí vướng phải họa huyết quang. Vì vậy mà trong việc chi tiêu, cần hết sức chú ý, cần đề cao tiết kiệm để dự phòng cho những tình huống bất ngờ cần phải tốn một khoản tiền lớn. Về mặt tình cảm, gia đạo. Phương diện tình duyên chính là điểm sáng rực rỡ nhất của người tuổi Canh Tuất trong tháng này. Dù bạn còn độc thân hay có đôi có cặp, bạn cũng sẽ được tận hưởng niềm hạnh phúc khiến nhiều người ao ước. Nếu vẫn còn đang lẻ bóng, hãy nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập, gặp gỡ bè bạn. Nếu có người thân giới thiệu cho bạn đối tượng làm quen, bạn cũng hãy thử gặp gỡ xem sao. Với tính cách cởi mở và vui vẻ của mình, bạn có thể gây ấn tượng rất tốt đẹp với mọi người xung quanh. Còn nếu bạn đang ấp ủ một bóng hình nào đó trong lòng, tháng này là thời điểm thích hợp để bạn bày tỏ tình cảm với đối phương. Hãy chủ động và luôn chân thành quan tâm tới người đó, chắc chắn bạn sẽ khiến cho người đó rung động. Với các cặp đôi, hai người luôn quan tâm và lo lắng cho nhau, khi người ấy gặp khó khăn,
bạn sẽ luôn ở bên cạnh cổ vũ và động viên. Chính những lúc thế này, quan hệ của hai người lại càng trở nên gắn kết. Thêm vào đó, bạn cũng luôn sẵn sàng thay đổi những điểm chưa tốt của mình để có thể hòa hợp với đối phương hơn. Khi có khúc mắc xuất hiện, bạn cũng lắng nghe thay vì tranh cãi, bởi bạn hiểu rằng hơn thua trong những việc như thế này chẳng hề đem lại tác động tích cực gì cho mối quan hệ. Về mặt sức khỏe, căn cứ tử vi tháng 5 năm 2023 tuổi Canh Tuất âm lịch, tháng có hung tinh Bạch Hổ xuất hiện, người tuổi Canh Tuất dễ vướng phải họa huyết quang. Vì thế mà bạn cần phải cực kỳ quan tâm đến phương diện sức khỏe, hãy luôn cẩn thận khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay để tránh những sự cố không đáng có. Việc tập thể dục thể thao cũng cần lắng nghe sức khỏe của mình, chớ tập luyện quá sức kẻo phản tác dụng. Nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn, bạn cũng cần lập tức khám chữa ngay, không nên giấu bệnh hoặc cố gắng chịu đựng, khiến bệnh ngày càng trở nặng, đến lúc đó, sức khỏe vừa tổn hại, lại vừa phải tốn thêm nhiều tiền để cứu chữa. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 5 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Canh Tuất sinh năm 1970? 1. Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Tử vi đầu tháng của tuổi Canh Tuất cho thấy, hung cát đan xen, vận trình có nhiều biến động, song nổi bật lên vẫn là đường tình duyên vô cùng khởi sắc, đào hoa nở rộ, hứa hẹn một tuần với nhiều niềm vui về tình cảm sẽ đến với những người cầm tinh con giáp này. Tiếp nối tử vi tháng trước, Bách Việt trợ đào hoa nhập cục giúp cho người có đôi có thêm nhiều cơ hội ở bên nhau, tình cảm càng ngày càng thắm thiết hơn. Với người độc thân, trong tuần này sẽ có đối tượng thích hợp xuất hiện trong tầm mắt bạn. Bản mệnh sẽ có cơ hội tiếp xúc với người ấy, hãy tận dụng cơ hội để tìm hiểu và thiết lập mối quan hệ lãng mạn. Trong khoảng thời gian này, tài lộc cũng cực vượng, vận trình hanh thông, tiền tài tấn tới, bản mệnh nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền khá dễ dàng. Tất nhiên vẫn phải bỏ công sức của mình ra, song đó vẫn là điều cực kỳ may mắn so với những người hiếm hoi lắm mới có cơ hội kiếm khoản tiền to. Bản mệnh luôn làm việc với uy tín cao, ngoại giao tốt, lại có tinh thần cầu tiến, nên không mấy khi mất tập trung trong công việc. Nhìn chung, các nguồn thu nhập của con giáp này đều tăng lên, nhất là những người làm trong lĩnh vực ngân hàng, bất động sản thì càng có thành quả đáng kể, lợi nhuận vô cùng rủng rỉnh. Vận trình công danh, sự nghiệp thăng trầm bất định, chính quan vừa xuất hiện đã bị thương quan ngáng trở. Nếu bản mệnh không nhanh chóng chấn chỉnh lại thói quen làm việc của mình, thì rất có thể hiệu quả làm việc sẽ giảm sút và ảnh hưởng nhiều đến tiến độ dự án. Mọi thứ đang ở giai đoạn quan trọng, bạn đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng tốt nhất, từ đó rộng mở đường tiến thân. Quý nhân, Hợi, Tỵ, tiểu nhân, Dậu, Dần. Màu sắc may mắn, trắng, xám. Con số may mắn, 26, 91, 33. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm lịch. Theo dõi tử vi giữa tháng 5 của 12 con giáp, người tuổi Canh Tuất có một khoảng thời gian với nhiều biến động trong công việc. Thời điểm ban đầu, mọi sự đều suôn sẻ, nhất là khi có thiên đức cát tinh nhập cục, mang tới những cơ hội phát triển và tìm ra hướng đi mới trên con đường sự nghiệp của con giáp này. Công việc tiến triển thuận lợi, bản mệnh rất tự tin nên chẳng hề ngại ngần khi đối diện với những thách thức. Thời điểm này, bạn gần như không có gì phải lăn tăn cả. Dù có phải tăng ca hay bận bù đầu thì bạn vẫn cảm thấy vui vẻ, lạc quan và tập trung tối đa để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tuổi Canh Tuất được dự báo sẽ có cơ hội gặp được quý nhân trong khoảng thời gian này. Ở lần gặp gỡ này, bạn có thể học hỏi được nhiều điều có giá trị từ đối phương, giúp ích rất nhiều cho công việc sau này. Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội này để hỏi người ấy những điều mình còn chưa rõ. Tuy nhiên, càng về cuối tháng, bản mệnh có thể sẽ gặp phải nhiều trở ngại khi muốn tiến hành những kế hoạch đã đề ra, mà nguyên nhân chính là do có kẻ ganh ghét với những thành quả mà bản mệnh đạt được nên muốn kéo lùi tốc độ phát triển không ngừng của con giáp này. Đường tình duyên không mấy khởi sắc, mối quan hệ tình cảm của người tuổi này vẫn đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Tuy ngoài bề mặt sóng yên biển lặng, đôi lứa sóng đôi, song những đợt sóng ngầm có thể khiến cho tình cảm giữa hai người dần trở nên phai nhạt, nên tìm cách giải quyết những vấn đề chính và từ từ xử lý những vấn đề nhỏ đi theo nó. Tài lộc trong khoảng thời gian giữa tháng không quá vượng, nhưng cũng có những dấu hiệu đáng mừng, có thể kể đến thời điểm tài lộc vượng nhất chính là cuối vận trình. Bản mệnh nên lợi dụng khoảng thời gian này để tiến hành những công việc liên quan đến việc cầu tài lộc, tập trung kinh doanh, buôn bán thời điểm này để thu lời gấp đôi, gấp ba. Quý nhân, Thân, Ngọ. Tiểu nhân, Sửu, Thìn. Màu sắc may mắn, nâu, đỏ. Con số may mắn, 48, 82, 52.
3. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Người tuổi Canh Tuất trong thời gian cuối tháng này hung vận khá lớn khiến cho vận may trở nên hiếm hoi. Kiếp tài nhập cục, đường tài lộc của bản mệnh sa sút, tiền bạc chẳng thấy sinh thêm mà biết bao nhiêu việc phải chi tiêu, khiến cho con giáp này không khỏi chật vật mới có thể xoay sở được khoản tiền đáp đổi qua ngày. Thời gian này bạn sẽ phải khá loay hoay, hao tâm tổn sức rất nhiều mà không tìm được cách giải quyết triệt để, tốn nhiều thời gian mà không giải quyết được gì. Cũng vì thế mà tuổi Canh Tuất đã để lỡ nhiều cơ hội có thể đạt được sự thăng tiến trong sự nghiệp của mình, vận trình vẫn dậm chân tại chỗ, công việc vẫn ẩn chứa những nguy cơ tiềm ẩn, nhất là khi thiên quan kéo theo tiểu nhân đến quấy phá vận trình. Bản mệnh cần thận trọng hơn trong các mối quan hệ, chớ nên ham chuyện vui chốc lát mà kết giao với bản xấu, để rồi sau đó hối hận không kịp vì đã tin lầm người. Cũng may khoảng thời gian này, bản mệnh đang được các tinh tử vi trợ mệnh, nên vận trình vẫn được cứu vãn và cải thiện ít nhiều. Bản mệnh có thể vực dậy công việc của mình, nếu chuyên tâm tập trung vào công việc chính, chớ nên ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc, sẽ làm hiệu quả giảm sút đi nhiều. Trong chuyện tình cảm, dù là người đã yêu lâu hay kể cả khi đã là vợ chồng, thì cả hai vẫn có những chuyện cần phải thấu hiểu, bao dung hơn cho nhau. Nếu để cái tôi lên quá cao, thì khi trò chuyện, hai người thường xuyên rơi vào tình trạng bất đồng ý kiến, vô tình nói lời tổn thương nửa kia. Quý nhân, Dần, Mão. Tiểu nhân, Tị, Thìn. Màu sắc may mắn, nâu, xanh. Con số may mắn, 17, 73, 46. Cẩm nang vượng vận cho người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài, vượng lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nên hợp tác với những người tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Canh Tuất với tuổi Tý. Mặc dù có nhiều điểm khác biệt, nhưng Tý và Tuất vẫn kết hợp khá ăn ý, ý thích xung quanh có nhiều bạn bè thân, còn với Tuất, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa nếu không có sự trung thành. Đáng tin, khôn ngoan và có trách nhiệm, tuổi Canh Tuất là người bạn tuyệt vời, đôi khi sự nhiệt tình quá với bạn bè của người tuổi Canh Tuất khiến Tý hơi khó chịu và đoán mò lung tung. Tuy nhiên, dần dần người cầm tinh con chuột thấy sự nhiệt tình và trung thành của tuổi Canh Tuất đầy thú vị và đáng quý. Vậy là họ trở thành những người bạn khá tri kỷ. Khi là đối tác kinh doanh, họ sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh, tuổi Tý khôn ngoan, sắc sảo và thông minh, bên cạnh tuổi Canh Tuất cũng thông minh, thậm chí còn cất tiến trong suy nghĩ và rất đáng tin cậy, cả hai cùng hỗ trợ cho nhau để xây dựng một khối bền vững. 2. Tuổi Canh Tuất và tuổi Sửu. Dù là bạn, người yêu hay đối tác làm ăn, Sửu và Tuất đều kết hợp khá ăn ý với nhau. Cả hai con giáp này đều đánh giá rất cao niềm tin, bản chất trung thực và quan trọng hơn cả, họ đều tìm thấy ở nhau những điểm trên. Tuổi Canh Tuất rất hay lo lắng và nghĩ cho người khác, còn tuổi Sửu vừa thông minh vừa rất khâm phục Tuất và không bao giờ để Tuất có lý do gì để ghen hay phản bội. Khi là đối tác kinh doanh, họ sẽ rất phát đạt, hai hành tinh này đều có giác quan kinh doanh khá nhạy bén, Sửu tin Tuất và ngược lại, Tuất chẳng bao giờ phải lăn tăn về Sửu. Tuổi Sửu vừa chăm chỉ vừa cẩn thận ngay từ bước đầu, còn tuổi Canh Tuất có biệt tài đọc được tâm lý của người khác, nên họ tạo thành một mối quan hệ khá bền vững. 3. Tuổi Canh Tuất và tuổi Dần. Dần và Tuất có khá nhiều điểm chung và người này luôn tìm cách làm cho người kia hài lòng. Hai hành tinh này trung thành và luôn thích bảo vệ nhau, bởi vậy, nếu hai người có mối quan hệ mật thiết với nhau, nhất là về mặt tình cảm, thì cả hai đều thấy rất an tâm và hoàn toàn tin tưởng vào nhau. Thông thường Dần thường muốn chạy khỏi những mối quan hệ có tính chất gò bó hoặc hạn chế tự do. Nhưng riêng đối với Tuất, sự ràng buộc giữa hai người là hoàn toàn hợp lý và thậm chí Dần còn thích sự ràng buộc hết sức tế nhị đó. Dường như Dần luôn ủng hộ Tuất trong các hoạt động trong đời sống thường ngày và Tuất thấy mình may mắn và hào hứng đón nhận được điều đó. Đôi khi tuổi Canh Tuất hơi bi quan và không đặt niềm tin nhiều vào người khác. Tuy vậy, đối với Dần thì Tuất hoàn toàn khác, Tuất thấy mình vững vàng hơn khi được ở bên Dần. Nếu là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp khá ăn ý với nhau tạo thành một đế chế thịnh vượng và phát triển. Đó là sự kết hợp của sự thông minh, dũng cảm, sáng tạo của tuổi Dần và sự trung thành và đáng tin cậy của tuổi Canh Tuất. Thỉnh thoảng Tuất cũng góp những ý tưởng mới cho công việc chung của hai người, bởi vậy, việc kinh doanh chung của hai hành tinh này khá thuận lợi. Điều mà Tuất thấy không hài lòng nhất ở Dần là đôi khi Dần nhanh chán và ít kiên trì hơn Tuất, tuy nhiên, mọi bất đồng đều được giải quyết khá ổn thỏa. 4. Tuổi Canh Tuất và tuổi Mão.
Mão và Tuất sẽ cùng nhau xây dựng một mối quan hệ bền chặt và nồng thắm, dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Tuổi Mão khá nhút nhát, thường bị một số tuổi khác tận dụng sự nhiệt tình, nhưng Tuất thì không hành động như vậy. Tuất thường ít khi đặt niềm tin ở người khác, nhưng trong quan hệ với Mão, Mão không để cho Tuất có lý do nghi ngờ điều gì, cả hai hành tinh này đều đáng tin, trung thực và luôn bảo vệ nhau. Khi là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh và sáng tạo. Một số ý tưởng sáng tạo của Mão sẽ khiến Tuất ngạc nhiên và trở nên kiên nhẫn lắng nghe và thực hiện. Trong khi đó, Tuất có tài kinh doanh, cẩn thận và biết đánh giá giá trị của lao động nên sẽ đảm nhiệm tốt vấn đề tài chính. Cả hai sẽ kết hợp với nhau để tạo thành một tập thể phát triển tích cực theo hướng đi lên. 5. Tuổi Canh Tuất và tuổi Thìn. Thìn và Tuất phải cùng nỗ lực thật nhiều để hiểu được động cơ và mục đích của nhau, có như vậy, mối quan hệ của họ mới bớt sóng gió. Tuổi Canh Tuất là một trong những tuổi có cách ứng xử linh hoạt nhất trong các con giáp và hầu như có thể chơi được với hầu hết các con giáp khác. Nhưng với Thìn thì Tuất phải cố gắng rất nhiều, sớm hay muộn thì hai con giáp này cũng nảy sinh mâu thuẫn do bản chất khác nhau. Nếu hai hành tinh này có quan hệ làm ăn với nhau, họ sẽ làm việc hết sức để bảo vệ người kia và bảo vệ công ty. Tuy nhiên, điều kiện ở đây là họ phải hiểu được mục tiêu của nhau, Tuất làm việc chăm chỉ và biết cách phân bổ thời gian. Hai đức tính này làm Thìn rất hài lòng, Thìn rất may mắn với chuyện tiền bạc, nhưng Tuất đôi khi vẫn cảm thấy hơi mạo hiểm khi làm việc với con giáp này. 6. Tuổi Canh Tuất và tuổi Tỵ. Hai người tuổi Tỵ và Tuất có mối quan hệ khá phức tạp, nhưng họ hoàn toàn có thể dung hòa được, cả hai con giáp này đều hay lo lắng và cảm thấy bất an. Điều tuyệt vời là nhờ có mối quan hệ chung này mà cả Tỵ và Tuất đều có thêm sức mạnh, nghị lực và trở thành chỗ dựa vững chắc của bạn bè, đồng nghiệp. Có thể nói rằng hai hành tinh này không có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng không xung khắc, với người tuổi Canh Tuất tốt tính và hay chiều người khác, nhưng đa sầu, đa cảm. Trong khi đó, người tuổi Tỵ rất cuốn hút, hấp dẫn nhưng có phần sống khép mình, thích sự yên tĩnh, ổn định hơn là sự ồn ào, náo nhiệt. Tỵ và Tuất cũng sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh và liên tục đi lên nếu cùng làm ăn với nhau, cả hai hành tinh này đều giỏi giao tiếp. Người tuổi Canh Tuất phân biệt phải trái rất rõ ràng, bên cạnh Tuất là Tỵ rất thông minh. Tỵ không chỉ tin vào logic mà còn dựa vào cả trực giác để phán đoán công việc, bởi vậy, rất ít khi Tỵ mắc sai lầm trong kinh doanh. Hơn thế nữa, tuổi Tỵ còn rất may mắn với chuyện kiếm tiền. Do đó, chuyện làm ăn của họ liên tục phát triển, trong đó Tỵ sẽ đóng vai trò làm người ở tiền tuyến. 7. Tuổi Canh Tuất và tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ và tuổi Canh Tuất đều rất hài hước và có thể kết hợp rất hài hòa với nhau. Họ đều dí dỏm và thích tham gia vào các hoạt động xã hội, Ngọ trí tuệ và thuyết phục, có sức hút rất lớn với Tuất. Tuổi Canh Tuất không thích dành thời gian cho việc buôn dưa lê, mà thích bàn tán về các chủ đề có ý nghĩa sâu sắc hoặc mang tính thời sự. Chính vì vậy, Tuất không trở nên nhàm chán trước Ngọ thích khám phá. Nếu là đối tác trong kinh doanh, Ngọ và Tuất sẽ chọn công việc đảm bảo lợi ích của cả hai bên, hoạt động kinh doanh liên quan đến du lịch là phù hợp nhất, vì cả tuổi Ngựa và tuổi Canh Tuất đều thích thay đổi món ăn, thích ngắm cảnh đẹp và vui chơi, bạn bè, hai tuổi này đều có khả năng chịu được cuộc sống khắc nghiệt và công việc vất vả. Sự trung thành và cẩn thận vốn có của Tuất kết hợp rất hoàn hảo với sự khéo léo trong giao tiếp của Ngọ. Nếu hợp sức lại, công việc kinh doanh của hai người sẽ phát triển với tốc độ khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên. 8. Tuổi Canh Tuất và tuổi Mùi. Mùi và Tuất có đôi chút không hợp nhau. Tuy nhiên, Tuất rất khéo léo trong cách cư xử nên không có vấn đề gì giữa hai người là không thể vượt qua. Vấn đề chính là Mùi và Tuất có sự khác biệt về sở thích và khả năng. Mùi thích đứng một mình vì thấy rằng như thế sẽ tốt hơn là rơi vào những cảm xúc rối bời trong các mối quan hệ xã hội. Mùi thấy hạnh phúc và thoải mái với lối sống mơ mộng của mình. Ngược lại, Tuất là người sống thực tế hơn. Tuất thích giao lưu bạn bè và không ngừng phát triển những mối quan hệ của mình. Tuất thích những người bạn có năng lực và thích phiêu lưu. Khi là bạn làm ăn, kinh doanh, Mùi và Tuất có thể hỗ trợ nhau tốt hơn. Với khả năng ngoại giao, Tuất có thể là người đại diện cho công ty trong việc giao thiệp với khách hàng. Tuất rất trọng chữ tín khi làm một việc gì đó, Mùi có thể tin tưởng vào sự chân thật của người bạn đồng hành với mình. Mùi luôn thích vai trò lãnh đạo để có thể vận dụng tốt sự nhạy bén của mình trong kinh doanh, vạch ra những ý tưởng, kế hoạch để Tuất là người thực thi. 9. Tuổi Canh Tuất và tuổi Thân. Thân và Tuất có nhiều điểm khác biệt, nhưng họ đều là những người sôi nổi, yêu thích hoạt động, điều này làm họ trở nên dễ gần. Thân thích vui vẻ nên luôn sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu, khám phá mới. Tuất đánh giá cao điều này và muốn là người bạn đường của Thân để trò chuyện cùng nhau. Tuất là người hay suy nghĩ và bận tâm đến nhiều thứ hơn Thân.
Nhưng nhìn chung, Tuất cũng là một người hòa nhã, vui vẻ, đôi khi Tuất muốn đi đâu đó một mình cho tâm trạng thoải mái. Việc này cũng không làm thân bận tâm, bởi thân luôn bận rộn nên không mấy khi để ý đến sự vắng mặt của Tuất. Trong làm ăn kinh doanh, thân sẽ giữ vai trò như người đứng đầu, Tuất sẽ chỉ đi bên phụ giúp cho thân. Thân có khả năng thuyết phục khách hàng và Tuất sẽ là người tiếp tục duy trì mối quan hệ làm ăn đó. Tuất có khả năng đặc biệt trong việc nhìn nhận sự việc và đánh giá con người, do đó, Tuất có thể sử dụng khả năng đặc biệt này để trợ giúp cho thân, tránh được những rủi ro đáng tiếc. Không khí nơi làm việc của hai người rất vui vẻ và sôi nổi, việc kinh doanh sẽ rất phát đạt nhờ vào sự bạo dạn của thân. 10. Tuổi Canh Tuất và tuổi Dậu. Dậu và Tuất thường có mâu thuẫn khi giao tiếp với nhau. Dậu thường muốn điều khiển mọi thứ theo ý mình, Tuất cũng tương tự như vậy, với những nguyên tắc khá chặt chẽ, đôi khi Tuất còn trở thành người võ đoán. Dậu rất hiểu điều đó và cũng biết rằng Tuất làm điều đó để giữ vai trò trụ cột và cứ như vậy, sự bất đồng giữa hai hành tinh này sẽ xảy ra. Có thể nói, khi là đối tác kinh doanh Dậu và Tuất kết hợp ăn ý hơn ở các lĩnh vực khác, cả hai con giáp này đều làm việc chăm chỉ và có kỹ năng kinh doanh. Dậu cẩn thận nên rất phù hợp với lĩnh vực tài chính. Bên cạnh đó, người cầm tinh con gà cũng ít khi tham gia vào các công việc quá mạo hiểm, Tuất thì lại là người rất đáng tin cậy, rất đáng để Dậu đặt niềm tin. Hơn thế nữa, tài ngoại giao của Tuất sẽ giúp cho công việc kinh doanh của hai người ngày càng phát triển vươn xa. 11. Tuổi Canh Tuất và tuổi Canh Tuất. Hai người tuổi Canh Tuất sẽ rất hài hước khi ở bên nhau, bởi cả hai đều có năng lượng dồi dào và họ biết cách đặt niềm tin vào nhau. Vấn đề mà người tuổi Canh Tuất thường gặp phải là họ rất hay lo lắng và thường khó đặt niềm tin ở người khác, nhưng rắc rối này lại không xảy ra trong mối quan hệ của hai người cùng con giáp này. Người tuổi Canh Tuất thường hay có tâm trạng và khi gặp trở ngại về mặt tinh thần, họ thường muốn mình cô đơn, hiểu được mình và người kia, mối quan hệ của hai người cùng hành tinh này sẽ rất ít gặp. Trở ngại khi là đối tác kinh doanh, Tuất và Tuất sẽ cùng nhau xây dựng một tập thể làm ăn chân chính, bởi người tuổi Canh Tuất phân biệt rất rõ chuyện phải trái. Họ sẽ chọn cho mình công việc liên quan đến chính trị, môi trường hoặc một số lĩnh vực khác mà họ tin là họ sẽ đảm nhiệm tốt. Họ có khả năng giao tiếp tốt tại nơi làm việc, bởi vậy nên khách hàng luôn tìm tới, đôi khi họ võ đoán một chút nhưng có thể bị thuyết phục. 12. Tuổi Canh Tuất và tuổi Hợi. Tuất và Hợi có thể trở thành một cặp bài trùng vì những ý tưởng tốt đẹp mà họ dành cho nhau. Tuất đôi khi giận hờn và cần thời gian một mình để lấy lại tinh thần, may mắn là Hợi khá nhạy bén và tế nhị nên Hợi để Tuất hài lòng. Bởi vậy chuyện này không gây nhiều phiền toái tới mối quan hệ của hai người, người tuổi Hợi đôi khi để Tuất lấn tới, nhưng Tuất thì lại không hề như vậy, bởi con giáp này khá trung thực, thẳng thắn. Nếu hai con giáp này là đối tác làm ăn, Tuất với năng lượng dồi dào và tài ngoại giao sẽ đóng vai trò là người tiền tuyến, Hợi chăm chỉ làm việc và làm việc có kế hoạch, sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của Tuất. Tuất cũng rất chăm chỉ, đặc biệt với những công việc yêu thích. Tính thích ổn định của Hợi và tính trung thực của Tuất sẽ giúp công ty chung của họ phát triển tốt. Bởi vậy, hai con giáp này sẽ kết hợp rất tốt trong chuyện làm ăn. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, đối với người trên thế gian, tài sản bao gồm là tiền bạc, nhà cửa, đất đai, vân vân, là những thứ mà con người luôn hướng đến, luôn mong cầu để sở hữu và thụ hưởng. Không ai có thể phủ nhận được vai trò của tiền bạc, vàng bạc, châu báu, vì chúng vừa đảm bảo cuộc sống và phần nào cho thấy năng lực của một người, một gia đình và cả một đất nước. Những ai sở hữu nhiều tài sản, vật chất được xem là người có nhiều phước báo. Tuy nhiên, chúng không bền vững, dễ bị mất đi do lũ lụt, hỏa hoạn, nhà nước tịch thu, trộm cắp, con cái hư hỏng và sự phá hoại của các thế lực thù địch. Thế nên Đức Phật dạy rằng, tiền bạc, của cải là tài sản của năm nhà, lửa, nước, vua quan, trộm cướp, vợ con phá tán. Vì vậy, Thế Tôn giới thiệu một phương thức tích lũy tài sản khác, bền vững, tuyệt đối ổn định, ai có đủ 7 tài sản, đó mới là bậc đại phú. Kẻ giàu có nhất trong thế gian, kể cả cõi trời. Cho nên tài sản theo quan niệm thông thường của chúng ta, chỉ được xem là phương tiện giúp con người đáp ứng các nhu cầu về vật chất, để có một đời sống ổn định, giúp ta thực hiện những tâm nguyện, chí hướng cao cả, để làm đẹp cuộc đời. Thế nhưng, việc chạy theo những giá trị vật chất một cách thái quá, xem nhẹ những giá trị tinh thần, khiến loài người trở nên bất ổn hơn mà thôi. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn,
gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.